trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh chẳng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Một lá trâu xanh thăm
sao anh chẳng nói để hoa cau rụng trắng đêm trắng buồn hoa. Em bên anh ngày mình chung đôi,
được sự đồng ý của hai gia đình, sự nhất trí của chính quyền hai địa phương. Hôm nay hai họ chúng ta hội tụ về đây để mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu và hai gia đình chúng ta. Thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi xin trân trọng chào mừng sự có mặt hết sức cảm nhận của gia đình nhà trai. Đây là buổi gặp gỡ ban đầu, hứa hẹn tương lai hạnh phúc cho hai cháu và hai gia đình chúng ta. Được sự nhất trí của hai cháu, của các của hai gia đình, hôm nay họ nhà trai chúng tôi tổ chức đưa lễ đến họ nhà gái để các cụ ông các bà và các tổ tiên đồng thời chứng kiến hạnh phúc của hai cháu. Và như thế thì trước tiên các một chúng tôi xin dâng hai lễ là lên hỏi không cưới. Giảm gõ cho dân họ nhà gái để các cụ ấy tổ tiên đồng thời công khai với làm rõ họ hàng công an cháu là xây dựng hạnh phúc với nhau. Xin kính mời ông đại diện họ nhà gái lên đại diện. Kính thưa các cụ các bà nội ngoại và tâm khách của hai bên tràn vừa qua thì người ta hội bên hội bên người ta là đã có quay trở quay kiến của ông đại diện cho gia đình trai đã có kiến về một lễ dặm ngõ và lễ ăn mặn cho gia đình gái. Tôi xin tiếp nhận cái lễ này. Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Một ánh mắt đầy sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Như những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dây gốc kê chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe tàu từng mưa la trên xe nắng lạnh. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui bọng làm anh mỏi như cả đôi vai. Nhưng chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chưa cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mic tape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Của quan niệm người trai đã dâng đến gia đình của tôi.
Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các cô quận, các bà, toàn viên thanh đoàn, các bạn đã đến với gia đình của tôi.
ta thương tổ ấm đèn nâu, y hợp
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Xuân thêm chúng
rể, bên gia đình anh Tám có cô dâu. Hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè nè anh Tám tôi mời anh một chén, nè cô sao cùng ly ta rộn rèn. Riêng ly này tôi chúc trao tầng la, riêng ly này tôi chúc khai giai nhân, chúc hết làng ta đều ăn tết cái rần rần. Vô xin mời cô bán, ta cùng giải khát cứ uống mừng. Xuân sang quê mình khang trang, tưng bừng gà cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. Cô nào ở quá, anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra. Tôi thề sống pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây, đám cưới vui ai đâu có la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sao già, cùng lấy với bà xuôi đi cái đà. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già. Ê vô đi vô đi, ngồi chiêu buồn quá vậy. Uống đi nè, uống như tôi nè, một hai ba giờ. Tết này anh không thèm chơi đánh bài,
vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chưa cả vườn xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bơ lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn hiền lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Anh sẽ về thăm ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô báo yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành. Em ơi em ơi, dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đêm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi tôi trồng cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Thank you.
tất cả quý vị là chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chờ đón lời phát biểu xin dơ từ quý vị đưa đại diện cho ban viên gia đình hoặc là trai đến từ quê hương anh thi thân yêu. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè của hai gia đình, hai cháu. Được sự nhất trí của hai cháu, được phép của hai gia đình chúng tôi đã thống nhất các thủ tục tiến hành từ buổi trước. Hôm nay, chọn ngày lành tháng tốt, chúng tôi có đứa nhỏ đến đây để xin đón cháu về phòng cưới tổ chức tại đất Ân Thi Hưng Yên của chúng tôi. Tôi xin phép các cụ công các bà cho phép là cháu rể vào tặng hoa cho cháu dâu tương lai và đồng thời các cụ công các bà chúng ta chuyển cả các thứ cho nhau để chọn được giờ được ngày tốt chúng ta trở về phòng cưới để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu hết sức vui tươi và chân tình của quý vị đại diện trong ban viên gia đình họ đàn trai đến từ quê hương Ân Thi Hưng Yên thân yêu rất nhiều. Kính thưa quý vị, rất thân mến, và ngay sau đây để lắng lại những tình cảm yêu thương của toàn thể đại gia đình họ đàn trai cũng như chính thức thay mặt cho đại gia đình họ đàn gái chúng tôi từ nay công nhận chức tể vương đạt nền quan một nhà trong đại gia đình họ đàn gái chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón lời phát biểu từ quý vị đại diện cho ban viên gia đình họ đàn gái. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa trên các cụ, các ông các bà, ban viên gia họ cùng toàn thể các vị quý khách, bạn bè, hai cháu. Thay mặt cho gia đình ông Đăng Bà Huyền và gia tộc Hồ Nguyễn chúng tôi xin có một lời thứ nhất là cảm ơn tới các cụ quan viên hai họ và đặc biệt là bố mẹ của cháu Đạt và dòng và quan viên họ nhà trai trong thời gian vừa qua đã thực hiện đầy đủ các thủ tục phong tục tập quán của người Kinh Bắc chúng tôi. Kính thưa trên các cụ cùng toàn thể các quý vị đại biểu, thì cháu Hằng và cháu Đạt qua một thời gian tìm hiểu được sự xe duyên kết tóc của ông Tơ Bản Huyền với nhau, đến hôm nay đã có cái lễ tại phòng tại hôm trường tại ở nhà ông Đăng để có cái lễ đón cô dâu. Thay mặt gia đình ông Đăng Bà Huyền và gia đình họ Nguyễn Tập chúng tôi xin tiếp nhận lễ đón cô dâu của gia đình họ nhà trai và cho phép cháu Đạt vào phòng cô dâu đón cô dâu. Thứ nhất là thắp hương tiên tổ, thứ hai là ra mắt các cụ, các ông, các bà, ban viên hội họ và toàn thể hội hôn. Quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho họ hai gia đình, chúc quý vị tham gia với họ hai gia đình trong năm đoàn kết gắn bó yêu thương, thân tình yêu của cô dâu và chú rể. Ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Một ánh mắt đầy sáng lồng lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng từng xe dây gốc kê chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Ta giờ đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị
mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui bọn làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin tài sự và mic tape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin được tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Và tôi kính thưa quý vị, và trong niềm yêu thương, hạnh phúc của anh họ và hai gia đình trong ngày cưới hôm nay, món quà đầu tiên con xin để được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà nội kính yêu của cô dâu Thanh Hằng sẽ cùng trở lại sân khấu để trao quà và chúc phúc cho anh cháu trong ngày lễ vô quy hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để vui mừng chào đón ông bà nội kính yêu của cô dâu Thanh Hằng. Trân trọng kính mời ông bà nội. Xui gia là chuyện của hai nhà. Dạ vâng ạ. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Dạ đúng như vậy ạ. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Y vậy. Nói chung bên nào cũng là mẹ cha
vẫn nhớ rồi. Nó cũng đã làm nên bố người ta, có bao giờ nó dám chịu thua đâu. Dạ vâng ạ. Sinh con đẻ cháu thì một bên Hà Nội, một bên Hà Ngoại. Thắng thì về nội, thối thì về ngoại. Xui ra như bát nước này, xui ra như bà con tí. Anh ở hiền này chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu dở lắm chuyện. Thì vậy đâu ngà. Thế cơ ông ạ, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Chuyện xưa ông bỏ qua ngạo xui. Chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió trái gió nằm nghe. Sao ạ? À? Lúc trở trời. Dạ vâng ạ, à, thương con nên nhiều tiếng nại nơi qua. Dâu tôi sao mà nó giống hệt rễ ông à. Dạ thấy tụi nó xạo đồ quá, bí hóa quá, vui quá không trời. Chúng nó đẹp quá không nhỉ? Thấy tụi nó tụi nhớ hồi xưa, tôi cũng đẹp vậy đâu xui. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng tơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu người. Ôi ngón nào xinh xinh, ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi nữ thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh cho tình chúng ta. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hơn. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên ru ta trong tình đôi, ngón dấu yêu dệt tiếng thơ êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu.
pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung. Cho phép những người làm, chương trình tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị. Chúng ta đang có mặt tại đây, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là dù ai mà đi bốn phương trời, mà hỏi đâu lịch sự bằng người ăn đỗ quê ta. Mà cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi, và quý vị cùng ổn định chỗ ngồi để cùng chúc phúc cho đôi vợ chồng mà đám cưới thì rực rỡ màu hồng. Chắc quý vị sẽ cảm thấy rất vui lòng trong buổi trưa chiều ngày hôm nay, phải không ạ? Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là trên thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, không có một màu sắc nào là đẹp hơn màu sắc của tình yêu, không có một thứ âm thanh nào lại ngọt ngào và trong trẻo hơn âm thanh của tình yêu. Bởi vì chính vì khi yêu thì chúng ta mới cảm nhận được hết những giá trị đích thực của tình yêu đó. Và ngày hôm nay cũng vậy, chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng, họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng tìm hiểu được sự vun vén tác hợp của hai bên gia đình, và ngày hôm nay họ đã cùng nhau bỏ qua tất cả những mặc cảm để cùng đến với nhau trong một ngày lễ trọng đại như ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể hôn trưởng thân mến, và thật là tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay được ví như trăm ngàn sắc hương của mùa xuân, như những ánh nắng chói chang của mùa hạ, như những hương thơm ngọt ngào của mùi hoa sữa trong mùa thu, như những bông hồng bập bùng trong mùa đông giá rét. Và để rồi ngày hôm nay họ nguyện chung sức, chung lòng, chung chăn, chung chiếu, chung phông, chung màn, và chung luôn hơi thở tiếng than, và chung niềm hạnh phúc với một đàn con sinh. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và được sự nhất trí của hai bên gia đình, và đặc biệt là sự đồng tình của cô dâu và chú rể, đã chọn năm, chọn tháng, chọn ngày và chọn giờ. Và một năm thì chọn đấy một tháng, và một tháng thì chọn đấy một giờ, và giờ đẹp nhất là giờ đấy đây. Và ban tổ cho chúng tôi không để tới toàn thể quý vị chúng ta đây lâu nữa, tơ hồng cắm nụa từ đây, lễ trao duyên mới của chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng xin chính thức được bắt đầu. Và một trong tay cho Vương Đạt và Thanh Hằng, xin mời quý vị ạ. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay. Và thật đúng là chim bay trên trời thì đâu dễ đếm nông, mà nuôi con khôn lớn thì đâu dễ kể công tháng ngày. Và để có được những ngày hôm nay thì chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng của chúng tôi không thể nào quên được công ơn sinh dưỡng từ hai bên gia đình. Và ngay sau đây thì cho phép ban tổ cho chúng cháu xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của hai bác đại diện cho hai bên gia đình. Đó chính là một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên phó đăn họ nhà trai, và một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên phó đăn họ nhà gái. Cháu xin mời hai bác sẽ cùng quay trở ra trước hôn trường để có đôi lời phát biểu trước là
nhận rể sau là chào dâu. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng quay trở ra sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể hội trường thân mến, và trước mắt toàn thể quý vị đây đó chính là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, đó chính là một bác đại diện cho gia đình quan viên phái đoàn nhà trai, cũng như là một bác đại diện cho gia đình quan viên phái đoàn hoàn nhà gái, được sự ủy quyền cho phép của bố mẹ thân sinh ra cô dâu và chú rể, ủy quyền cho hai bác đại diện cho hai bên gia đình ngày hôm nay có mặt tại đây cũng có đôi lời phát biểu trước là nhận rể và sau là cho dâu, cũng như là dặn dò cho đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Và để cùng đáp lại tấm thiệp tình, lòng nhiệt thành, sự hiện diện đông đảo của toàn thể quý vị chúng ta có mặt tại đây, cho phép ban tổ chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới lời phát biểu đầu tiên. Đó chính là lời phát biểu của một bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên và lân hỏi nhà gái trước. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, quan viên họ nhà trai, tôi được sự ủy nhiệm của gia đình quan viên họ nhà gái. Xin đầu tiên hân hoan chào đón, chào mừng và chúc sức khỏe toàn thể các cô, các ông, các bà, quan viên họ nhà trai. Cũng là trên đường đời các cháu Đạt và cháu Vương, cháu Hằng, các cháu là nhân duyên trên đường đời gặp nhau và được trở duyên, cũng như hạnh phúc được nở hoa kết trái. Hôm nay trên là đẹp lòng bố mẹ, ông bà, gia đình hai bên, dưới là đẹp thuận tình của các cháu, thì các cháu được lên vợ lên chồng thì rất là phấn khởi. Cũng là phận gái các cháu là lấy chồng xa. Trên tinh thần hôm nay là có phái đoàn của chúng tôi là các ông, các bà, đặc biệt là bà nội của cháu, toàn thể các ông, các bà, các bác, các anh chị, bạn bè, thân tình của cháu Hằng, cũng là gửi gắm tình cảm đưa cháu về nhà chồng. Xin mừng câu kèo là 100.000 chờ nhờ bóng cùng quân, tuyết sương che chở cho thân cát nặng, cho phận gái rất mong muốn được sự phúc ấm của gia đình nhà trai dìu dắt và để cháu nương tựa, để cháu nằm tốt cái chức trách phận dâu con trong gia đình. Mong là nhờ bóng cây mát mùa che mát của mùa hè và che sương giá lạnh của mùa đông để giúp cháu nằm dâu con trong gia đình. Trước cái tình cảm thân thiết thì xin gửi lời chúc sức khỏe các cụ, các bà, con viên họ nhà trai, và mong muốn các cụ là thường xuyên dìu dắt cháu để cháu tốt nằm tốt, phận dâu nằm con, các cụ cao cao vàng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được cảm ơn tới lời phát biểu rất là ngọt ngào và chân tình của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên phái đoàn hoàn nhà gái chúng ta trong buổi chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là hôm nay thì sum họp chúc mai, mà tính trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm, mà hôm nay thì tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và vừa rồi thì quý vị chúng ta đang cùng đón nghe những lời vàng lời ngọc của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên phái đoàn nhà gái, và nhà trai chúng ta thì cũng có đôi câu đáp từ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tới lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình quan viên phái đoàn hội nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác trong hai họ, thưa toàn thể bạn bè của hai cháu, được sự nhất trí của hai cháu, được phép của hai gia đình, hôm nay hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đạt và Hằng. Rất phấn khởi, từ giờ phút này chúng tôi được nhận cháu Hằng về làm con, làm cháu, chị em trong gia đình, đại gia đình chúng tôi. Đồng thời cũng là cháu Đạt là thành viên của gia đình với nhà quê nuôi tại Bắc Ninh. Rất phấn khởi, hai cháu tìm hiểu nhau, xây dựng hạnh phúc với nhau, được sự vun đắp của hai bên bố mẹ cùng toàn thể họ hàng hai bên và bạn bè của hai cháu. Thay mặt cho hai gia đình, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các bà, bạn bè của hai cháu có mặt để chung vui ngày hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Đồng thời xin chúc mọi người có mặt tại đây mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Một tràng tay thật to cho ạ, xin mời ạ. Và ngay sau đây thì cháu cũng xin mời hai bác sẽ cùng tiến lên phía trước một bước ạ. Cháu xin mời hai bác sẽ cùng
Chưa xong, cháu xin mời ba hát cùng đứng ra phía giữa cùng với cô dâu chú rể. Và chúng cháu xin mời hai bác sẽ cùng quay mặt vào nhau, cùng bót một cái nắm tay, cùng kết chặt tình trong gian của nhà đúng không ạ? Và một chọn này xin mời quý vị. Và cháu xin mời hai bác sẽ cùng tạm lắng lại sân khấu này một chút nữa để cùng theo dõi những khoảnh khắc của cô dâu và chú rể, cũng như là uống ly rượu hồng chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân nương tân nương trong buổi trường hôm nay ạ. Cháu xin mời hai bác sẽ cùng tạm lắng lại sân khấu một chút. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để cùng tiếp tục chương trình thì ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng dậy và cùng tiến sang bên phía tay phải để cùng đến với nghi thức nghi lễ đầu tiên, đó chính là nghi lễ rót rượu sông Mây cùng vui những chai sơ manh thật là rộn ràng trong buổi chương trình ngày hôm nay, cùng mừng hạnh phúc cho đôi lứa, cũng là cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị trong buổi chương trình này. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng dậy và cùng tiến sang bên phía tay phải và cùng đến với tầng thác rượu nghi thức đầu tiên trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và trước khi mà chú rể Vương Đạt khui chai sâm banh đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được hỏi anh Vương Đạt một chút là anh đã khui sâm banh bao giờ chưa? Em chưa. Và chúng tôi cũng xin được phép là hướng dẫn chú rể Vương Đạt một chút. Đầu tiên thì anh sẽ cùng lấy. Ai à? Hôm nay bản lĩnh đàn ông lên hơi cao, sóc hơi mạnh đấy. Rất vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời chưa xong từ từ chú rể nhá. Tay trái anh sẽ cầm vào cổ chai, cầm chặt vào cổ chai được chưa? Tay phải chúng ta sẽ cùng xoáy ngược kim đồng hồ dây thép ra được chưa? Sau đó chai sâm banh chưa lổ thì anh lấy tay phải. Anh cứ tay trái giữ cầm chặt vào cổ chai nhá. Tay trái đây. Nghiêng một góc 45 độ để vị trí giảm. Nếu mà chưa lổ thì chúng ta lấy bản lĩnh của thằng ông xong lại đi anh. Một trăm lên xin mời thằng quý vị. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay và cùng rót lên những tầng thác rượu hạnh phúc trong ngày lễ trong đêm nay dưới sự chứng kiến của toàn thể quan viên bố đội nhà. Và một trăm lên cho Vương Đạt và Thanh An. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta rót thật mạnh lên nào. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Và với chai sâm banh thứ hai thì chắc chắn là chú rể Vương Đạt của chúng ta đã có kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Và xin mời anh sẽ cùng sóc thật mạnh và cùng nghiêng một góc 45 độ lên phía chân giảm để chúng ta sẽ cùng tránh vào các cháu ở phía dưới. Xin mời anh. Đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và rượu sâm banh tháp rượu trong ngày lễ trong đại hôm nay nó tượng trưng cho màu đỏ, cũng như là tượng trưng cho hai dòng máu của hai bạn. Kể từ giờ phút này chính thức hai bạn đã là vợ chồng của nhau, chúng ta được phép ăn chung, uống chung, ngủ chung và làm bất kể thứ gì chung đều được. Và xin mời chú rể chúng ta cùng tiếp tục một đoạn cô dâu rót lên tầng thác rượu với chai sâm banh thứ hai. Xin được trân trọng kính mời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Và xin mời chú rể chúng ta sẽ cùng rót vào bốn chiếc ly mà chúng ta đã cùng chuẩn bị sẵn tại bàn đấy ạ. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Và sau khi mà chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng chúng ta đã cùng rót lên những tầng thác rượu hạnh phúc trong ngày lễ trong đại hôm nay xong, thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tiến sang bên phía tay trái để cùng cắt lên cho mình những tầng thác bánh hạnh phúc ngọt ngào trong ngày lễ trong đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng cắt lên hai lần vì con số 2 nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi bên trẻ chúng ta ngày hôm nay. Và một trong tay cho Vương Đạt và Thanh Hằng. Tiếp theo xin mời quý vị. Và tiếp tục với tổ tắc bánh thứ hai, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Và tổng bánh thứ ba, xin được trân trọng kính mời. Và sau đó hai bạn cũng cầm ly rượu của mình và cùng tiến lên sân khấu và cùng cụng ly. Chúng ta sẽ cùng cụng ly với hai bác. Sau đó thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng móc tay và cùng uống ly rượu chào mời. Xin được trân trọng kính mời hai bác và cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời toàn thể hôn trường chúng ta sẽ cùng nâng những chén trà của mình lên để cùng chúc mừng hạnh phúc cho Vương Đạt và Thanh Hằng trong buổi trường hôm nay ạ.
Và cháu xin được cảm ơn hai vị trưởng đoàn rất là nhiều. Nó xin mời hai bác sẽ cùng đặt ly cho cháu tại bàn này. Và thì xin mời chú rể và cô dâu chúng ta sẽ cùng mở nắp chiếc nhẫn ra và cùng giơ xuống phía dưới cho toàn thể quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng được không ạ? Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng giơ xuống phía dưới cho toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cập nhật đỉnh ước trong buổi chiều hôm nay. Và sau đó thì xin được trân trọng kính mời chú rể Vương Đạt, anh sẽ cùng rút chiếc nhẫn hạnh phúc nhất của đời mình ra và cùng trao cho cô dâu Thanh Hằng. Xin được trân trọng kính mời nhất chào lôi nhớ liềm thương. Và đêm nay xin khoan chân giường sân bay Đàm Long, quý vị tập như vậy đi ạ. Cho em một trong tay thật to thông nhớ đây ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong ngày lễ trọng đại như ngày hôm nay thì chúng ta không thể nào thiếu được những khoảnh khắc để chúng ta sẽ cùng minh chứng cho tình yêu trong sáng của chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng trong buổi chiều hôm nay, được phải không ạ? Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước khi mà chú rể Vương Đạt sẽ cùng trao cho cô dâu Thanh Hằng một nụ hôn ngọt ngào kéo dài 1 phút 30 giây, thì cho phép những người làm chúng tôi cũng xin được dành một ít phút để phỏng vấn chú rể Vương Đạt một chút. Kính thưa anh Vương Đạt, thân trọng và kính mến, là từ ngày anh chị yêu nhau đến ngày hôm nay là ngày đại lễ thành hôn, thì anh chị yêu nhau được khoảng bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi ạ? Được 7 tháng. Được 7 tháng đúng không ạ? Và 7 tháng rồi thì anh đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Khai thật. Chưa. Chưa, 7 tháng rồi chưa hôn cô dâu bao giờ. Chưa hay có thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những động tác xem chú rể Vương Đạt của chúng ta có chuyên nghiệp đúng không ạ? Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây thì xin mời chú rể bên trái quay, xin mời anh ạ. Và xin mời cô dâu sẽ cùng quay sang bên phía tay phải để cùng chuẩn bị chúng ta cùng tư thế tiến vào nụ hôn ngọt ngào ngày hôm nay. Vâng, và chúng tôi sẽ đếm từ 3 tới 1 và một quả penalty cách thủ môn mồm của chú rể Vương Đạt 15 cm. 3 2 1, xin mời. Bên cửa sổ có hai người. Quả này thì nét luôn, một trong tay xin mời quý vị ạ. Và xin được cảm ơn đôi bạn trẻ rất là nhiều. Xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Và xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của song thân phụ mẫu thân sinh ra chú rể Vương Đạt trong buổi chiều hôm nay. Cháu xin mời hai bác sẽ cùng quay trở ra sân khấu để có những món quà nhỏ nhỏ muốn trao cho hai con của mình trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng quay trở ra sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Thân sinh ra chú rể Vương Đạt trong buổi chiều hôm nay, cháu xin mời hai bác sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng trao cho hai con của mình những món quà, những kỷ vật thật là thân thương trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Xin mời bố của chú rể cũng tiến lên sân khấu đi ạ. Và xin mời. Vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng đất mình. Và xin mời bố mẹ sẽ cùng hòa chung với hai con của mình những khoảnh khắc là tuyệt vời trong buổi chương trình ngày hôm nay ạ. Em với anh hơn cả những vì sao đêm. Và sau khi bố mẹ sinh ra chú rể Vương Đạt trong quá xong, thì xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của chủ tịch Trinh Nam. Xin được trân trọng kính mời chủ tịch, chúng ta sẽ cùng lần lượt và tiến lên sân khấu để cùng trao cho hai cháu của mình những món quà thật là thân thương và đầy nghĩa trong chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và cùng tiếp tục chương trình thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tới cô chú Linh Đức. Xin mời cô chú sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng trao cho hai cháu của mình những món quà thật là thân thương và đầy nghĩa trong ngày lễ trọng đại hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời cô chú sẽ cùng tiến lên sân khấu và cùng trao những món quà của mình cho hai cháu trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
Và sau khi món quà từ cô chú Linh Đức xong thì xin được kính mời tới sự hiện diện của chú Trương sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng trao cho cháu của mình những món quà thật là thân thương và đầy nghĩa trong ngày lễ trọng đại hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện của chú Trương ạ. Dạ vâng, và bình thường toàn thể quý vị thân mến, và một lần nữa thì thay mặt và đối với đặc biệt cho chú rể Vương Đạt và cô dâu Thanh Hằng trong buổi chương trình ngày nay, xin được chân trọng cảm ơn tới những món quà từ bố mẹ cũng như là chú Thím, Trịnh Năng, cô chú Linh Đức và chú Trường trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Xin được chân trọng cảm ơn. Và xin được cảm ơn tới những món quà thật là thân thương và đầy nghĩa trong ngày lễ trọng đại hôm nay của toàn thể quý vị. Cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh.
ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi nghĩ thôi cũng vui có em là nhất rồi thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha